khám phá nhanh. Thành phố Montreal, Canada cùng UCA. Thành phố Montreal ở đâu? Montreal tọa lạc tại tỉnh bang Quebec trên một hòn đảo trong lòng sông Saint-Laurent. Nó là thành phố lớn thứ hai ở Canada và là quê hương của cộng đồng nói tiếng Pháp lớn nhất thế giới bên cạnh nước Pháp. Những nét văn hóa Montreal. Montreal, Quebec, Canada sở hữu trên 50 di tích lịch sử quốc gia, trong số đó có nhiều nhà thờ mang trong mình nét cổ xưa. Ẩm thực. Sẽ là thiếu sót nếu bạn không thưởng thức món poutine, khoai tây ăn kèm với nước sốt thịt và bơ, bánh vòng đậm hương bếp củi hay món xích tảo, bánh cuộn thịt gà tại Montreal. Bạn sẽ không phải lo lắng cho bao tử của mình bởi Montreal có rất nhiều lựa chọn ẩm thực đa dạng cũng như các cửa hàng, quán ăn ở khắp mọi nơi. Thời tiết ở Montreal. Thời tiết ở Montreal mang đặc trưng của khí hậu ôn đới và có đủ 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân và mùa thu là thời điểm mà thành phố Montreal có khí hậu dễ chịu và cảnh quan thơ mộng nhất. Trong khi đó, mùa đông ở Montreal có khí hậu lạnh và khắc nghiệt, với tuyết rơi dày và thi thoảng còn xuất hiện những cơn bão rất lớn. Nhiệt độ thấp nhất có thể rơi vào khoảng dưới âm 20 C. Đại học tại Montreal. Đại học McGill, một trong những trường đại học danh giá của Canada, nằm ở Montreal. Khu học xá chính của trường tọa lạc ngay dưới chân núi Royal. Bên cạnh đó, Université Montréal, Université du Québec à Montréal và Đại học Concordia cũng là những cái tên đáng tin cậy. Cùng tìm hiểu thêm về 5 trường đại học lớn nhất tại Montreal, Canada. Montreal có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển và là địa điểm ghi hình của nhiều bộ phim chiếu rạp cũng như phim truyền hình Mỹ. Những bộ phim như 300, The Aviator, Catch Me If You Can, Lucky Number 11 và The Notebook đều đã được quay ở Montreal. Hầu hết những người chọn sống ở vùng trung tâm thành phố đều ở nhà thuê vì Montreal là nơi có giá thuê nhà rẻ nhất cả nước. Trung bình, giá thuê các căn hộ hay phòng ngủ tại khu vực trung tâm đều dao động từ khoảng 800 đô la Canada đến 1.700 đô la Canada một tháng. Đây cũng là nơi người dân dễ dàng tìm được các dịch vụ thiết yếu như nhà hàng, quán cà phê, quán bar, bệnh viện, phòng khám, chợ, cửa hàng, đồ gia dụng. Cộng đồng người Việt ở Montreal. Người Việt đến thành phố này sinh sống vào năm 1954. Trước năm 1975 thì cộng đồng người Việt ở thành phố này chỉ độ 100 người, đa phần là sinh viên du học. Từ năm 1975 đến năm 1985 là nơi tiếp nhận nhiều người Việt nhất tại Canada. Như thống kê thì đến năm 2001 đã có khoảng 25.605 cư dân gốc Việt. Đây là thành phố có số lượng người Việt sinh sống chỉ sau cộng đồng người Việt tại Toronto. We'll be right back.